Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của anh Đạt TV. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sửa bóng LED, bóng đèn thắp sáng của chúng ta ở trong nhà mà nhiều người đã không biết cách sửa nên là đã vứt bỏ và bỏ qua rất là nhiều. Và giờ mình xin về thì để mình sửa. Mà muốn sửa được cái bóng đèn này thì chúng ta phải có một chiếc mô han thiếc và một cục sạc điện thoại. Chúng ta cắt cái đầu sạc ra, chúng ta đấu cực âm cực dương vào hai cái giấy, hai cọng giấy như thế này cho mình. Hai cụm cọng giấy cứng nha mọi người. Và không thể thiếu ở đây là những chiếc bóng đèn. Bóng đèn nha mọi người. Đây là những chiếc bóng đèn là bị hỏng. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem. Giờ thì mình sẽ cắm cái đuôi bóng đèn này vào ổ cắm để thử bóng, những cái bóng nào còn sáng hoặc không sáng cho mọi người xem. Ok, cái đầu tiên, cái này không sáng nhưng mà bị cháy LED, cháy một vài con LED, bóng LED trong này rồi. Ok, giờ mình thử cái này cho mọi người xem. Cái này vẫn đang sáng, còn sử dụng được nha mọi người. Cái thứ ba. Ok, không sáng nha mọi người. Ok, xong bắt đầu chúng ta lấy tay xoay nhẹ để mở cái bóng này ra nha mọi người. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để sửa. Mọi người lấy cái sợi dây sạc điện thoại lúc này mình có hướng dẫn cho mọi người đó. Và mọi người lấy ra, mọi người cắm vào ổ điện. Ok, có hai cực âm và cực dương. Cái này nó điện vào là 220V nhưng mà còn điện ra là có 3V, nên là mọi người không sợ bị giật nha mọi người. Mọi người thử từng con LED một, con nào sáng thì mình mọi người ok bỏ qua, con nào không mà không sáng thì mọi người loại bỏ con đó. Mọi người thử hết một vòng cho mình xem những cái con bóng nào nó sáng hoặc con bóng nào nó bị chết, mọi người đánh dấu ở đó và nhớ cái điểm đó. Xong bắt đầu sau khi làm xong thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là làm. Ok, thì giờ con đỏ bị hư nên là mình lấy màu han để mình gỡ hẳn cái con đỏ nó ra nha mọi người. Ok, do là trời nó bóng nó tối quá nên là mình phải đổi đèn đổi vào để mình làm nha mọi người. Mọi người lấy cái màu han đó, mọi người gỡ hẳn trực tiếp ra cái con LED bị hư đó. Đó, con này này. Ok, đã gỡ xong nha mọi người. Đó, nó bị chết một con LED rồi đó.
mọi người lấy cho mình một sợi giấy thiệt, đặt bóng vào và mình hàn nối trực tiếp giữa cái cực, giữa hai cực lúc này của mình có chập vào để cho nó ở cái con lết đó. Mọi người nấu nối tiếp vào luôn. Ok, thế đã dính mò han dính xong nha mọi người, nối xong. Giờ mình thử cho mọi người xem này. Ok, thì giờ bóng đã sáng nha mọi người. Sáng một cái nha mọi người. Giờ ok, được một con rồi. Thì giờ mình sẽ cắm vào và thử lại một lần nữa cho mọi người xem. Rồi giờ mình thử con khác để sửa cho mọi người xem nha. Con này bị chết cùng bị chết bông lẹt nha mọi người. Ok, thì cái này bị hỏng. Mọi người cũng làm giống như lúc này của mình. Ok thì con bóng này là bị chảy mọi người này. Đó, con này bị chảy. Giờ mình sẽ gỡ bỏ nó đi. Mọi người ấn thật mạnh để cho nó bay hẳn cái con nó đi nha mọi người. Ok, đã gửi xong. Giờ mọi người đầu nối tiếp cho mình. Chấm han như lúc này đấy. Mọi người xem kênh nếu mà thấy hay và bổ ích thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ giúp mình với. Ok thì giờ đã han xong nha mọi người. Con này lúc này nó bị chảy thì giờ mình han nó vào đầu nối tiếp rồi. Chấm han vào đó giờ mình thử cho mọi người xem nha. Ok thì giờ đã sáng nha mọi người. Mọi người có thấy hay không ạ? Cái này tại nhà ai cũng làm được hết. Ok, đã sáng. Vậy là mình sửa xong hai con sáng rồi nha mọi người.